Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với DaVinci Dev Channel ở cái series React Native này. Và ở trong cái video này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn về cái Flexbox ở trong React Native. Thì trong React Native nó quản lý cách layout, cái thứ tự của các component, cách trình bày những các component dựa trên cái Flexbox này. Vậy thì cái Flexbox này là nó sẽ có những cái gì ở trong đó và cái cách mà mình sử dụng Flexbox để mà mình layout nó sẽ như thế nào. Thì trong cái Flexbox này nó sẽ có đầu tiên là cái gọi là cái Flex Direction. Flex Direction này có nghĩa là cái hướng mà cái trục chính mà những cái component con nó sẽ được layout. Ở đây mình có một cái ví dụ là mình có một cái view cha, trong đó nó có ba cái view nhỏ. Thì mỗi cái view này là mình đã rồi ok đã có định nghĩa sẵn là red, green và blue. Thì mỗi cái nó có như video trước mình đã trình bày về cái style đó, nó có width hay 100 và cái background nó là tương ứng với cái màu red, green, blue. Đấy, thì khi mà mình chạy lên máy ảo á, thì nó sẽ ra được cái hình giống như thế này. Đấy. Thì ở đây rồi mình lại để style ở đây chính là bằng cái style container luôn ha. Ok. Đây, cái style đây hiện tại là chưa có gì hết. Thì mặc định của cái flex direction là column ha. Flex direction default của nó sẽ là column. Đó, default là column. Nếu mình không define gì hết thì mặc định nó sẽ là column. Này, mình bật lên, nó không thay đổi gì hết tại vì nó đang là như vậy mà, đang default là như vậy. Rồi, này các bạn thấy không? Là khi mà có cái thay thỏ thì nó sẽ bị đẩy lên trên đây nhiều quá nên là mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn một cái component rất là hay ho, đó là shape area view. Ha, shape area view. Khi mà các bạn import từ cái React Native nó có một cái component là shape area view, thì khi mà bạn bỏ cái shape area view này vô thì đấy các bạn thấy không, là nó sẽ né đi cái phần mà tai thỏ này đi cho các bạn, nghĩa là cái area của các bạn sẽ bắt đầu phía bên dưới tai thỏ chạy xuống. Lúc này thì layout các bạn sẽ đẹp hơn, dễ nhìn hơn ha. Mình không cần phải margin, lúc nào cũng phải nhảy vô margin tại vì mình không biết là cái tai thỏ này nó dài ngắn như thế nào, không biết là bao nhiêu db cho đủ, thì mình cứ bỏ vô cái shape area view vậy là nó sẽ đẹp ha. Rồi tiếp theo thì flex direction này nó sẽ có hai value là column và row ha. Ví dụ đây mình sửa là hình row thì các bạn thấy là nó sẽ layout theo hàng ngang. Thì cái khi mà mình define flex direction là column đó, thì cái trục chính của nó sẽ là trục 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 dọc đi thẳng xuống ha. Còn khi mà khai báo là row đó, thì cái trục chính của nó sẽ là đi ngang. Thì các bạn nhớ cái trục chính này để sau đó là khi mà mình làm việc với những cái property kế tiếp á, mình sẽ dựa vô cái trục chính đó để mà mình hiểu được cái cách layout của nó ha. Tiếp theo là nó có một cái nữa là justify content. Đây thì ở đây là cái hình minh họa, mình phóng to ra xíu nữa để cho các bạn dễ thấy cái hình minh họa. Tôi phóng to mà cảm giác nó nhỏ nhỏ lại là sao. Đây là ở đây trong trường hợp này các bạn thấy là các component nó nằm ngang với nhau đúng không, thì nó đang là flex direction của nó là row, là cái trục chính nó nằm ngang. Thì cái thuộc tính justify content này nó có những cái giá trị là flex start, flex end, center, space between và space around. Đây là flex start. Flex start thì nó sẽ dồn hết tất cả các item về cái hướng bắt đầu, và ở đây cái trục, như các bạn đã nhớ là cái trục chính của mình là cái trục ngang, khi mà nó là flex layout nó là row thì nó là trục ngang đúng không, thì nó sẽ đẩy hết về cái phía 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 đầu
phía bắt đầu là phía bên trái ha. Còn nếu như là trục dọc thì các bạn bạn nó sẽ là ở phía lên trên, rồi trục đứng thì nó sẽ gồm hết cái cầu nanh ở lên trên ha. Đó. Thì tại sao các bạn phải nhớ cái trục chính của nó, thì tại vì các bạn dễ nhầm lẫn giữa justify content và align tầm, cứ không hiểu là nó đang 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 làm cái gì trong đó, thì mình bắt buộc phải nhớ cái trục chính của nó, thì mọi thứ nó đều layer theo cái trục chính đó. Rồi flex tag thì nó sẽ dồn hết về cái phía bắt đầu ha. Bắt đầu của row là từ trái sang phải đúng không, bắt đầu của column là từ trên xuống dưới, thì trái ngược với flex tag sẽ là flex end, thì nó ngược lại là nó sẽ đi row thì nó sẽ từ phải qua trái, còn column thì là từ giữa lên trên. Center thì dễ hiểu rồi, nó là nằm giữa, nghĩa là nó tất cả những cái cầu nền nó sẽ gom vào giữa. Ví dụ như cái trường hợp này thì nó sẽ khoảng cách ra ở hai đầu đúng không, hai đầu trái phải. Còn nếu như mà bạn divide là cái gì column mất, thì nó sẽ là khoảng cách hai đầu trên dưới đúng không. Space between, space between có nghĩa là khoảng cách giữa những cái item là bằng nhau. Đây ví dụ như đây có ba item thì khoảng cách giữa những cái item là bằng nhau. Còn space around, space around có nghĩa là cái khoảng trống của từng cái item bằng nhau. Ví dụ như khoảng trống của anh này là trống trước và trống sau bằng nhau, anh này cũng vậy, trống trước trống sau bằng nhau và anh này trống trước trống sau bằng nhau, nó gọi là space around ha. Ngay giờ mình thử trên cái demo mình luôn cho mình dễ nhận biết. Cái đầu tiên là mình đang là này đang là row rồi ha, thì mình thử ha, mình flex justify content ha, justify content nó sẽ là flex stack ha. Thì các bạn sẽ thấy là không có gì thay đổi ha, mình đổi thành flex end đấy thì nó đã đổi rồi đúng không. Rồi tương tự center là nó vô giữa nè, đúng chưa? Space between. Đấy, thì nó cách mỗi item nó sẽ cách đều nhau ra. Và space around. Đấy, thì khoảng cách mỗi item nó sẽ có một cái vùng khoảng cách riêng của nó, là cái khoảng mà xung quanh của cái item này là bằng nhau á. Đó, thấy chưa? Đó đó là về flex direction row. Còn ví dụ như mình nói là column thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ xoay lại, xoay ngược lại ha. Xin lỗi sai chính tả đấy. Ở đây tại sao mà các bạn không thấy nó có cái khoảng cách thay vì nó phải full cái màn hình ra đúng không, thì ở đây nó chỉ dính liền với nhau, nó không thay đổi gì hết. Thật ra là do cái container của mình đó, nó chỉ vừa đủ cái chiều cao của nó, vừa đủ ba cái view, nó không còn cái khoảng dư nào hết, thì tất nhiên là mình sẽ space between hay là space around gì đó thì nó cũng cũng đều không thay đổi đúng không. Cái view của mình nó chiều dài vừa đúng bằng ba cái view còn thì nó không thay đổi gì hết ha. Rồi justify content center này nó cũng không thay đổi gì hết đúng không. Rồi các bạn thí dụ như bây giờ các bạn muốn thấy nó thay đổi đúng không, thì mình sẽ cho nó flex bằng một, mà cái flex này thì mình chưa nói, mình chưa giải thích, mình giả bộ rồi. Một xíu nữa đi, mình giải thích xong rồi mình giải thích xong rồi mình sẽ gắn vô luôn ha. Rồi bây giờ nó giả bộ nó là như vậy đi, cái tính nó là justify content center. Tiếp theo là align item. Align item thì nó là cách để mà nó cân đối những cái item
với nhau. Đó thì này nên mình sẽ chỉnh về grow đi ha, cho nó dễ nhìn, chứ còn center thì nó vừa đúng cái chiều cao nên là giờ mình chỉnh gì nó mình cũng không thấy được hết. Này align tầm thì nó cũng là flex tag, flex end, center, stretch và baseline. Thì dựa vô cái hình này thì các bạn cũng đã hiểu đúng không? Flex tag có nghĩa là tất cả những cái item nó cùng một cái điểm xuất phát. Flex end thì nó là sẽ là cái điểm cuối của những cái item nó sẽ giống nhau. Center thì cái điểm giữa của những cái item nó sẽ bằng nhau. Stretch thì nó sẽ căng đều tất cả những cái item. Và baseline thì nó như bạn thấy là nó còn có cái đường baseline ở đây, phù 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 gì đó ha. Đó, thì đó là cái align tầm. Nhưng bạn đừng có hai cái này thì nó dễ lẫn lộn với nhau ha. Đây thì mình demo luôn. Rồi, justify content center rồi đúng không? Này, nó đang là center rồi đúng không? Nhưng mà cái đây đang đang nó đang nó đang đều nhau hết. Những cái cập nên những cái view này đang đều hết, thì giờ mình sửa lại xác cái 80 ha, cái 70 rồi đó. Thì các bạn thấy không, nó bắt đầu chênh lệch đúng không? Thì cái này nó đang là flash tag đúng không? Ok rồi, bây giờ mình align tầm, mình align tầm nó là flex end. Thì nó sẽ cân hết tất cả mọi item để về phía dưới đúng không? Đây đó, và lại tầm center thì đó, nó sẽ đều ngang như vậy đó. Thì đó chính là cái một cái justify content, có nghĩa là những cái content nó sẽ được căn chỉnh như thế nào. Còn align tầm có nghĩa là những cái item bên trong nó sẽ được align với nhau, nó được cân bằng với nhau như thế nào ha. Thì mình nên nên hiểu rõ ràng như vậy ha. Rồi thì để cho dễ thấy là mình sẽ thêm một cái color cho cái background này đi, cái color này đi, thì mình thêm cái màu xám vô cho các bạn thấy rõ được là cái background color mình nó đang, cái background của mình ở đâu và những cái view của mình nó như thế nào đó. Thì đó, đó cái background cái này nó đang, đây là cái container của mình đúng không, trong đó nó có ba cái view rồi. Ok, ví dụ như trường hợp mình chuyển nó thành lại column giống như nãy nè, đấy các bạn thấy không, cái chiều cao nó vừa bằng luôn, nên là cho dù các bạn có chỉnh cái gì đi nữa thì nó cũng không quốc không chạy. Rồi ok, vậy là mình đã có, mình hiểu được chị ta, justify content, regression, justify content, align tầm. Và tiếp theo cái giá trị nữa nó là flex, cái flex ha. Cái flex này giống như là một cái trọng số, ví dụ như trong cái view này ha, mình những cái view con này mình sẽ đánh flex cho nó đi đó. Flex là một, flex một hết, giả sử vậy đi, flex một hết rồi. Tôi tạm thời tôi bỏ quýt này thì điều gì nó xảy ra, điều gì nó xảy ra coi coi. Không thấy gì hết. Giờ mình đổi thành row coi, không thấy gì hết, tại vì cái view cha nó không thấy gì hết đúng không? Tại vì cái view cha của nó đây á, nó chưa có full, chưa có full ra ha. Thì cái shape area view này á, mình sẽ để cái style nó có cái flex là một. Rồi tiếp theo cái container này, flex là một. Đấy. Rồi, lúc này các bạn thấy tại sao cái container
flag 1 là nó lúc này thì nó hiện cái item ra đúng không? Đấy. Các bạn thấy là lúc này cái cái giá trị flex 1 ở đây á, có nghĩa là nó sẽ chiếm một phần của toàn bộ cái component, nó chia tỷ trọng á. Thì cái anh container này ảnh là con của shape view đúng không? Shape view thì nó chỉ có mình nó thôi, nó đang full rồi, nó flex 1 luôn rồi, nó nghĩa là nó đang full màn hình rồi, thì nó chiếm toàn bộ cái view rồi. Thì cái anh container ảnh cũng là flex 1, có nghĩa là ảnh cũng sẽ chiếm toàn bộ cái vùng view đó, mà chỉ có mình ảnh thôi, không chia sẻ với ai hết, thì nó là toàn toàn quyền toàn vùng này ha. Đó thì cái lúc này cái view của mình nó sẽ là toàn bộ cái vùng trống này. Rồi xuống đây thì red, green, blue, mỗi thằng nó là flat 1. Vậy thì mỗi thằng nó sẽ chiếm được 1 phần 3 của cái container này, 1 phần 3 dựa theo cái chiều, cái hướng của ông container, container cha. Nó đang là column đúng không? Thì nó sẽ là 1 phần 3 chiều dài của anh cha, 1 phần 3 chiều dài của anh cha, 1 phần 3 chiều dài của anh cha. Đúng chưa? Giả sử mình đổi là hình row thì nó sẽ là 1 phần 3 chiều ngang ha. Đấy, thấy không? Nó là 1 phần 3 chiều ngang của cái container cha. Vậy giả sử này mình cho nó là 2 thì sao? Thằng này nó sẽ chiếm 2 phần, này chiếm 1 phần, này chiếm 1 phần. Tổng cộng cái layout mình sẽ chia được là 4 phần đúng không? 4 phần và anh red ảnh chiếm 2 phần. Này. Này, layout mình nó có 4 phần và ảnh chiếm 2 phần. Đó. Thì mình hiểu nó là gì? Nó là cộng số ở trong cái view của mình ha. Nó sẽ bằng total hết tất cả những cái view con. Tổng số của tất cả cái view con. Rồi. Trong trường hợp này, ví dụ như là trong trường hợp bây giờ là mình đang cả ba cái view đều có flag đúng không? Bây giờ mà ví dụ anh blue này ảnh không có cái flag vậy thì sao? Này các bạn nhìn, không có flag thì sao? Đó. Thì đầu tiên anh blue ảnh sẽ có được đúng cái kích thước của ảnh là 70-70. Phần còn lại sẽ được chia 3 phần. Anh red 2 phần và anh green 1 phần. Này, red 2, green 1, còn lại là của blue. Vậy thì blue nó sẽ hiển thị đúng cái phần hiển thị của nó. Phần còn lại sẽ được chia làm 3. 2 cho red và 1 cho green. Đó, rất là dễ hiểu. Đúng không? Đó, thì đó chính là cái trọng số, cái flex, cách mà mình sử dụng flex. Còn nếu như mà cái container nó chỉ có một mình nó và flex nó bằng một thì nó nghĩa là nó chiếm toàn bộ cái vùng view của cái view đó ha, toàn bộ cái vùng view đấy. Rồi đó, ok, tiếp theo là mình sẽ có một cái nữa mà cũng rất là hay bị lẫn lộn, cũng hơi hơi khó hiểu một xíu. Nó là position. Position ha. Giờ mình cho nó hình column đi. Mình bỏ hết mấy cái flag này nha. Xin phép bỏ hết mấy cái flag này đi. Mình quay trở về cái đang làm gì vậy? À, tôi đang bỏ hết mấy cái flag đi. Và cái này nó sẽ trở về là hình column. Tôi bỏ justify content là item center này kia đi. Ok, vậy cho dễ hiểu. Rồi, bây giờ mình vẫn đang có ba cái view là red, green và blue. Vậy thì cái thuộc tính position nó là cái gì? Và position absolute là gì? Và relative là gì? Thì cái absolute nó position absolute nó dễ hiểu thôi. Nó là absolute là tuyệt đối đúng không? Thì
Khi mà các bạn define cái position này, các bạn sẽ có bốn cái param nữa để các bạn định nghĩa là top, left, right, bottom ha. Top nè, left nè, right nè, bottom nè, ví dụ vậy. Thì đây mình định nghĩa cái top với left thôi ha, top với left thôi cho nó dễ dễ hiểu, dễ hiểu. Đấy. Rồi. Này, ví dụ là top left anh nào cũng 10, 10 hết thì nó hiện tại như thế nào đây, nó cách thằng cha là top 10 và left 10 ha, và nó chồng lên nhau, nó chồng lên nhau luôn ha. Vậy thì absolute nó sẽ layout dựa trên cái offset top left right bottom ha. Và nó không quan tâm là thằng cha nó sẽ là direction là column hay là row gì hết. Thì top nó bao nhiêu, left nó bao nhiêu thì cứ canh như vậy mà nó layout thôi. Đúng không? Đơn giản ví dụ như bây giờ cái green này top nó là 50. Blue top là 70. Đó, thì các bạn thấy không? Đó, 50, 70. Đó, nó cứ cách đều ra. Đó thì các những cái item nó sẽ được layout, nó có thể overlap lên nhau được ha, nó không theo cái, nó không có bị ràng buộc gì hết, nó chỉ cứ top left hay bao nhiêu là nó dính nhiêu thôi ha. Đó là về absolute này thì dễ hiểu, cái anh relative mới gọi là khó hiểu nhất ha. Rồi bây giờ mình bỏ hết top left nè, bây giờ mình sẽ khai báo nó là relative, có nghĩa là có liên hệ gì đó, đúng chưa? Thì nếu mà mình khai báo position mà relative không thì nó không thay gì, có không có gì thay đổi hết, mà thấy là nó y như cũ, giống y như là flat reduction column bình thường, không có gì khác biệt. Cái khác biệt, cái khác biệt là khi mình bắt đầu khai báo cái top như cho nó đi, ví dụ như red top 10, ok mày có thấy không, là cái red nó sẽ bị thụt xuống 10 đó, thấy không? Thì nó khác gì cái hồi nãy, cái lúc nãy á, thì nó là nó mặc kệ là vị trí của những cái component khác ha. Còn cái relative này á, là nó sẽ là vị trí của nó sẽ thay đổi bao nhiêu so với cái vị trí mà đáng ra nó phải nằm, nó là relative. Ví dụ như bây giờ cái anh này đang là column đúng không, red nó ở trên, green nó ở dưới và blue nó ở cuối cùng, nó thì nó sẽ lúc nào nó cũng sẽ giữ cái thứ tự này là anh green nó nằm dưới đít đỏ đúng không, rồi sau đó mình khai báo cho anh green là top 10, nghĩa là cách cái top 10 đi, thì thay vì nếu lúc nãy absolute thì nó sẽ là sao, nó sẽ là cách cái top của thằng cha 10 đúng không, còn trong trường hợp này là nó cách cái vị trí hiện tại của nó đang đứng 10, là đáng lẽ là nó sẽ đứng ở ngay sau đích của anh đỏ, bây giờ top nó cách vị trí đó 10 đó, thì đó đó chính là cái relative, nghĩa là nó sẽ bị lệch so với vị trí mà nó đáng lẽ ra phải đứng ha. Đó, đó là relative nha, còn cái absolute là cái chênh lệch của nó với lại cái view cha, cái parent view của nó, cái view mà nó, cái container của nó đó. Còn cái relative là gì? Là lệch so với cái vị trí đáng rẽ ra nó phải nằm nha, mình phân biệt hai chỗ đó. Đó thì đó chính là relative và absolute ha, hai cái đó thì mình dễ lẫn lộn đó, mình cũng dễ hết luôn. Thì đó chính là sơ bộ về cái flat box, hoặc cái cách mà người ta layout một cái cầu nền, đó, trên từ trên xuống dưới, từ trái qua phải như thế nào đó.
và cái những cái flash JavaScript container lifetime đó để mà thì mình trình bày một cái giao diện khi mà mình bước vào một cái dự án thực tế, những trình bày những cái giao diện dựa trên cái Flexbox này ha. Rồi, cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp.